chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ tư 28 tháng 3 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin qua Tình đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin phân tích thời sự, phần nhận định của bình luận gia đại dương và sau cùng là bản tin đặc biệt trong ngày với võ thành nhân và nguyễn văn khanh. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Tối cao pháp viện cân nhắc giữa việc hoặc có tất cả hoặc không có luật y tế. Dân Mỹ phẫn nộ với ông Obama vì giá xăng Hoa Kỳ báo động vì sự gia tăng bạo động giữa Sudan và Nam Sudan. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin tối cao pháp viện cân nhắc giữa việc hoặc có tất cả hoặc không có luật y tế. Số phần luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama được cứu xét vào ngày hôm nay, khi tối cao pháp viện cân nhắc tới việc có nên dẹp bỏ hay không toàn bộ luật này mà không cần xét tới điều bắt buộc trọng tâm về bảo hiểm để hoàn tất 3 ngày tranh luận lịch sử, chính vị thẩm phán sẽ lắng nghe phần tranh cãi về việc có nên để cho phần còn lại của đạo luật này có thể tồn tại hay không. Nếu tòa án quyết định rằng quốc hội đã vượt quá quyền hạn để bắt buộc mọi người dân Hoa Kỳ phải mua bảo hiểm y tế vào năm 2014. Chính phủ Obama đã đối đầu với thắc mắc nghi ngờ vào ngày hôm qua của đa số năm thẩm phán bảo thủ của tòa án về điều đòi hỏi bảo hiểm, nhưng không rõ là tòa này sẽ dẹp bỏ hay duy trì điều khoản đó nếu một trong số 5 vị thẩm phán bảo thủ được các vị tổng thống Cộng hòa bổ nhiệm hiệp cùng 4 vị thẩm phán dân chủ có khuynh hướng tự do, đạo luật này sẽ tồn tại. Ngược lại, nếu tất cả 5 thẩm phán bảo thủ duy trì thống nhất, đạo luật này sẽ bị tiêu hủy. Phán quyết được kỳ vọng sẽ đưa ra vào cuối tháng 6. Các thẩm phán cũng sẽ xét xem quốc hội có quyền hiến định hay không để đòi hỏi các tiểu bang phải nới rộng chương trình Medicaid cho người nghèo để cung cấp bảo hiểm cho khoảng 17 triệu người dân Hoa Kỳ đạo luật cải tổ lớn nhất về hệ thống y tế Hoa Kỳ trong gần 50 năm tìm cách cung cấp bảo hiểm y tế cho hơn 30 triệu người dân Mỹ không có bảo hiểm trước đây và để làm chậm lại đà gia tăng phí tổn y khoa. Đạo luật này có sự phân chia rộng rãi cho phí tổn của các công ty và cho lĩnh vực y tế, ảnh hưởng tới các công ty bảo hiểm, các nhà bào chế thuốc, các công ty bán dụng cụ y khoa và các bệnh viện. Dân Mỹ phẫn nộ với ông Obama vì giá xăng theo bản thăm dò trên mạng của Reuters Ipsos được công bố hôm qua, có hơn 2 phần 3 dân chúng Hoa Kỳ không chấp thuận đường lối mà Tổng thống Barack Obama đảm đương về giá xăng cao, mặc dù hầu hết đều không đổ lỗi cho ông về việc này. Có 68% không chấp thuận và 24% chấp thuận cách thức mà ông Obama đáp ứng với việc tăng giá xăng, vốn đã trở thành một trong những đề tài lớn nhất trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống năm 2012. Hồi tháng rồi, giá nhiên liệu Hoa Kỳ đã tăng vọt lên khoảng 30 xu một gallon, tới mức 3,90 Mỹ Kim, và phe Cộng hòa tìm cách thay thế vị Tổng thống Dân Chủ này trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 đã nắm lấy vấn đề này để công kích chính sách năng lượng của ông. Có 89% đảng viên Cộng hòa nói rằng họ không chấp thuận việc đảm đương về giá xăng của ông Obama, cùng với 52% đảng viên Dân Chủ và 73% phe độc lập. Tổng quát có 36% số người được thăm dò ý kiến đã cho biết các công ty dầu hỏa muốn kiếm lời quá mức xứng đáng bị đổ lỗi nhiều nhất vì giá nhiên liệu cao. Có 28% phe Cộng hòa, 44% phe Dân chủ và 32% phe độc lập cũng đều nói như thế. Có 26% cho biết có một loạt các yếu tố bị đổ lỗi đồng đều, bao gồm các công ty dầu hỏa, các chính trị gia, các nước ngoài chi phối số dầu dự trữ và những nhà môi sinh muốn hạn chế việc khai thác dầu. Phe Cộng hòa công kích ông Obama nặng nề về quyết định của ông để ngăn chặn đường ống dẫn dầu Keystone XL của công ty TransCanada chạy dài từ Canada tới Texas như là dấu hiệu cho thấy những ưu tiên về năng lượng của ông đã phương hại tới nước Mỹ. Hy vọng xoay dịu dân chúng Hoa Kỳ, ông Obama đã đi công du khắp nước Mỹ hồi tuần trước để cổ võ cho sách luật năng lượng trên hết tất cả, vốn bao gồm điều kiện cho việc phát triển dầu khí ngoài việc ủng hộ cho loại nhiên liệu tái chế. Một ủy ban thượng viện nêu lên việc Trung Cộng đàn áp ở Tây Tạng. Ủy ban thượng viện Hoa Kỳ trong coi về chính sách đối ngoại lên tiếng kêu gọi Trung Cộng hãy ngưng lại điều mà họ mô tả là những chính sách đàn áp nhắm vào người Tây Tạng. Một nghị quyết được chấp thuận hôm qua để tiếc thương ít nhất 19 người Tây Tạng đã chết vì tự thiêu hồi năm ngoái nhằm phản đối sự cai trị của Trung Cộng. Ủy ban Ngoại giao Thượng viện cũng còn kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy tìm nơi Trung Cộng trách nhiệm hoàn toàn về việc buộc các nhà sư phải rời khỏi tu viện Phật giáo Kirti là vấn đề trọng tâm đã gây nên những cuộc biểu tình trong vùng chủng tộc Tây Tạng thuộc phía Tây Nam Trung Quốc. Ủy ban này cho rằng Hoa Kỳ đốn không nên chấp thuận bất cứ một sứ mạng ngoại giao mới nào của Trung Cộng tại Hoa Kỳ, trừ phi Trung Cộng cho phép Hoa Kỳ thiết lập một tòa lãnh sự tại Lhasa, Tây Tạng. Nghị quyết không có tính cách cưỡng hành này giờ đây được đưa ra cứu xét trước toàn thể thượng viện để được chấp thuận. Hoa Kỳ báo động về sự gia tăng bạo động giữa Sudan và Nam Sudan Chính phủ Obama đã báo động hôm qua về tình trạng leo thang bạo động giữa Sudan và Nam Sudan và đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo của hai quốc gia này hãy gặp nhau để giải quyết những dị biệt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton gọi cuộc bạo động là tình trạng lâm nguy sâu nặng và bà kêu gọi tổng thống Omar al-Bashir của Sudan và tổng thống Salva Kiir của Nam Sudan hãy ấn định lại cuộc hội nghị thượng đỉnh vốn đã được sắp xếp vào tuần tới nhưng lại bị hủy bỏ khi ông Bashir rút lui. Bà nói rằng hai bên phải chấm dứt bạo động nhưng trách nhiệm lớn hơn lại nằm về phía nước Sudan vốn có vũ khí tối tân hơn và đã sử dụng chúng tại các vùng Nam Kordofan và Blue Nile. Tại Capitol Hill, Ủy ban Ngoại giao Thường viện đã chấp thuận qua một cuộc bỏ phiếu bằng miệng một nghị quyết đòi hỏi chính phủ Sudan phải cho phép sự tiếp cận nhân đạo tại Blue Nile và Nam Kordofan. Việc hủy bỏ cuộc gặp gỡ đã làm ngưng thế mạnh cho cuộc điều đình giữa hai nước về những vấn đề còn sót lại từ hòa ước năm 2005 cho thấy Nam Sudan tách rời khỏi Sudan hồi tháng 7 năm ngoái và trở thành một quốc gia mới nhất trên thế giới. Ngoài vấn đề quyền công dân và sự phân chia ranh giới đã được thỏa thuận, vấn đề lớn nhất còn lại giữa hai nước là vấn đề dầu hỏa. Các công tố viên cho biết một thủ quỹ bang vận động dân chủ đã biển thủ ít nhất 7 triệu mỹ kim từ nhiều thân chủ. Theo bản cáo trạng mới của các công tố viên liên bang, một viên thủ quỹ lâu năm của bang vận động tranh cử thuộc đảng dân chủ ở California đã biển thủ ít nhất 7 triệu mỹ kim từ khoảng 50 thân chủ bao gồm các chính trị gia, các viên chức địa phương và những thực thể chính trị khác trong một sự kiều kéo dài hơn 10 năm. Bà Kinney Ducky, người đã trải qua hai thập niên làm việc cho ban vận động tranh cử tại California và là thủ quỹ của ban vận động tranh cử cho từ nghị sĩ Dan Feinstein, bị cáo buộc năm tội mới về giả mạo tư từ trong đơn kiện được đề nạp trước tòa vào ngày hôm qua. Đơn kiện cho rằng bà Ducky đã sửa đổi những báo cáo tài chánh của ban vận động với ý định lường gạt các thân chủ thuộc công ty của bà đơn kiện ghi rõ chi tiết về cách thức bà đôi khi lấy các chi phiếu thuộc chương mục của bà vận động cho bà Feinstein để trả cho các phí tổn cá nhân và công ty của bà kể từ năm 2000. Bà Feinstein chỉ là một trong số ít nhất 50 mươi thân chủ chính trị được liệt kê trong đơn kiện vốn đã mất tổng cộng hơn 7 triệu mỹ kim trong những vụ lừa gạt này. Bà Feinstein cho biết trước đó là bà đã mất 4,7 triệu mỹ kim và bà đã phải cắt bớt 5 triệu trong quỹ vận động để trang trải cho số ngân quỹ thất thoát này. Theo đơn kiện, công ty của bà Đơ Khi đã truy cập vào ít nhất 700 trương mục và số ngân quỹ thất thoát sẽ còn được khám phá ra nhiều hơn nữa trong những vụ án dân sự sau này.